chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Ngày hôm nay thì mình sẽ soát dòng Sun Black Rue Efit Velvet Teen Night Series. Bạn này thì mình đã hứa với mọi người là lên clip soát từ rất lâu rồi, nhưng mà do một số lý do mà mình đã giải thích trên Insta ấy, vậy nên là bây giờ mình mới có clip soát cho các bạn. Mong là mọi người thông cảm nha. Quay trở lại với bộ son của ngày hôm nay thì dòng son Velvet Teen đình đám nhà Black Rue thì ai ai cũng biết rồi. Vào dịp lễ hội năm nay thì hãng có tung ra version 5 và có tên là Night Series. Concept này rất hợp với mùa lễ hội luôn. Lần này thì màu vỏ giấy bên ngoài là màu xanh dương, viền màu vàng, nhìn kỹ thì sẽ có những ngôi sao nhỏ và có vầng trăng nhìn rất là đẹp. Bên trong tỏi son thì vẫn như vậy, chỉ thay đổi phần nắp son và phần tên hãng là thành màu gold. Nhược điểm của phần nắp son tráng gương này thì vẫn là dễ bám vân tay vào. Cọ son là hình chiếc lá quen thuộc. Bông cọ thì mình thấy hơi bị to nên là nhiều lúc viền môi nó không được sắc nét ấy. Nhưng về tổng thể thì mình vẫn rất là thích thiết kế này của nhà Black Rue. Bây giờ thì chúng mình hãy cùng vào phần soát cận môi luôn nha. Đầu tiên 23 là tông màu cam gạch. Tông màu nhiều cam nhất bảng màu lần này nên là sẽ dành cho bạn nào mà mê son cam. Tông màu này thì không hề kén tông da đâu, nhưng mà sẽ hơi làm xỉn men răng một chút. Và màu son này thì vẫn hoàn toàn có thể sử dụng trên mặt bọc nha. Về chất son thì bạn này không có gì thay đổi so với các version trước, vẫn lên màu rất là đậm chuẩn, lớp son mướt mịn không chê được một điểm nào. Lớp finish ban đầu của son thì có hơi bóng một chút, nhưng mà dần dần thì sẽ hết lớp bóng đi. Và lớp son trên môi lì mịn siêu siêu đẹp, nhưng mà vẫn không hề gây khô môi một chút nào. Đó là điểm mà khiến các chị em mê đắm đuối dòng son Velvet Teen nhà Black Rue. Tiếp theo 24 là tông son đỏ cam, tông son tươi nhất bảng màu, dành cho những cô nàng không mê những màu son có đắt, thích tông son tươi tắn, trẻ trung. Tông màu này thì khá là tôn da và không hề kén tông da đâu nha, vậy nên là mọi người cứ yên tâm sử dụng. Về độ bám màu thì nếu mà không ăn uống thì son hoàn toàn có thể giữ màu trên môi mình từ 5 đến 7 tiếng. Ăn uống nhẹ thì sẽ không trôi đáng kể đâu, uống nước thì vẫn có dây ra thành cốc, nhưng mà lớp son màu rất là đậm nên là mình cảm giác là không ảnh hưởng nhiều tới màu son trên môi ấy. Ăn bữa chính thì có thể giữ lại được khoảng 30% màu son hoặc là trôi hết tùy đồ ăn và cách ăn của bạn ấy. Mình thấy là độ bám màu này so với các dòng son Velvet Teen khác thì khá là tốt rồi, nhưng mà không hiểu sao có rất là nhiều review là bạn Velvet Teen này bám màu không tốt. Nhưng mà về cá nhân mình sử dụng qua 5 dòng son rồi, đúng rồi, 5 version son nhà Black Rue rồi, thì mình đều thấy là độ bám màu khá là ổn. Về stem màu thì có 4 màu đầu là 23, 24, 25 và 26 đều có stem màu là màu cam nhẹ khi trôi son đi. Riêng màu 27 cuối cùng là lớp stem màu hồng, nhưng mà không bị quá đậm và bám quá lâu đâu, nên là mọi người cứ yên tâm nha. Màu 25 mình đang soát là tông son đỏ nâu cam, nhưng mà đâu đó lại có chút bay hồng, màu nhìn rất là đẹp và lạ mắt luôn, không có điểm gì để chê được bạn này cả. Sẽ đẹp trên mọi tông da, mọi kiểu make up hay thậm chí là không cần make up sử dụng vẫn rất là đẹp. Tiếp theo màu 26 là sắc son mà chị em mong chờ nhất. Theo mình thì đây là tông son mà chị em mong chờ xuất hiện ở tông A22 của version 4 đợt trước. Nhưng mà khi A22 xuất ra thì lại quá nhiều ánh tím và bị trầm quái. Còn A26 thì đúng chuẩn đỏ nâu trầm siêu đẹp và hút mắt. Tông son làm trắng da, tôn da và hợp với mọi tông da luôn. Đánh nhẹ lòng môi thì có thể sử dụng được với mặt mộc rất là xinh. Còn nếu mà đánh đậm hơn hay là đánh phun môi ấy, thì mình khuyên mọi người nên kèm với make up nha. Về mùi son thì cả 5 version nhà Black Rue đều có mùi khá là giống nhau theo mình ngửi thấy. Nó kiểu cùng một kiểu hương liệu tạo ra ấy, dường như chỉ khác nhau một chút xíu thôi. Và có rất nhiều bạn phân biệt được nhưng mà mình thì không. Như version 5 đợt này thì mình xem video của chị Sa, chị Sa có miêu tả đây là hương đào xoài. Mùi son của dòng son nhà Black Rue thì luôn bị hơi nồng một chút xíu. Nếu bạn nào mà không thích kiểu mùi này thì cũng khá là khó để lựa chọn đó. Cuối cùng 27 là tông đỏ nhung lạnh, tôn da và trắng răng khỏi bàn luôn, dùng xinh ngay cả trên mặt bọc. Tông màu này thì nhìn cũng rất lạ so với những màu đỏ lạnh mà mình đã từng thử dùng qua. Nói chung là bảng màu đợt này nhà Black Rue khiến mình rất là ưng luôn. Các tông màu đều rất là dễ dùng, không hề kén tông da mà còn rất là trendy nữa. Về giá son thì bạn này mình mua với giá là 160k một thỏi. Mình thấy đây là mức giá khá là tốt so với nhiều bên khác. Mình sẽ để link mua hàng ở dưới phần mô tả cho mọi người tham khảo nha. Vậy là mình đã kết thúc video soát Black Rue 5 tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.